chi phí đưa nghệ sĩ trí tài về Mỹ an táng ra sao? Theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, chi phí cho việc chuyển thi hài về Hoa Kỳ để an táng khoảng 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và chi phí bảo quản thi thể rất cao. Sau khi nghệ sĩ trí tài đột ngột qua đời ở tuổi 62, Hoài Linh được bà xã của người bạn diễn 20 năm ca sĩ Phương Loan đã ủy quyền nhận thi hài và lo tang lễ. Đến sáng 10 tháng 12, được biết thể theo ý nguyện của vợ nghệ sĩ Trí Tài, thi thể của nam danh hài sẽ được đưa về Mỹ. Bởi nghệ sĩ Trí Tài đã định cư ở Mỹ, người thân đều ở bên đó. Dự kiến nam nghệ sĩ sẽ được đưa về Mỹ trong 3 đến 4 ngày tới, bởi còn chờ thủ tục đưa thi hài đi máy bay về Mỹ trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Hiện gia đình đang đợi Hoài Linh làm cáo phó cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam, còn Việt Hương sẽ giúp lo thủ tục để đưa thi thể của nam danh hài sang Mỹ nghệ sĩ hoài linh thông báo sẽ có một buổi cho bạn bè và người hâm mộ đến viếng cố nghệ sĩ trí tài tại quê hương trước khi di quan sang mỹ nơi vợ anh ca sĩ phương loan đang sống theo tìm hiểu để đưa thi hài từ việt nam ra nước ngoài mà cụ thể là mỹ cần phải làm nhiều giấy tờ thủ tục đồng thời chi ra số tiền không nhỏ cụ thể sau khi thân nhân của người mang quốc tịch mỹ mất tại việt nam muốn đưa thi hài sang mỹ an táng sẽ liên hệ với cơ sở y tế của thành phố đang sống để tiến hành thủ tục bảo quản lạnh trong quan tài kẽm niêm phong và kiểm dịch y tế phía gia đình sẽ chịu mọi loại chi phí kể cả phát sinh và thường sẽ rất cao. Theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, chi phí cho việc chuẩn bị và chôn cất tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng từ 6.000 đô la Mỹ. Chi phí cho việc chôn cất có thể cao hơn phụ thuộc vào khu đất đai. Chi phí cho việc thiêu và xử lý cho cốt tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng từ 3.500 đô la Mỹ trường hợp gia đình quyết định chuyển thi hài về Hoa Kỳ để chôn cất, chi phí này cao hơn đáng kể do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và bảo quản thi thể cao. Thêm chi phí cho việc chôn cất, tất cả sẽ từ 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ, khoảng 278 triệu 416 triệu đồng, hoặc nhiều hơn nữa tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty Mai Táng. Nếu thiêu và chuyển cho về Hoa Kỳ vào khoảng 3.500 đến 8.000 đô la Mỹ, khoảng 81 triệu đến 185 triệu đồng. Chia sẻ nhanh với truyền thông, nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào cho biết, tình hình phòng chống dịch bệnh căng thẳng, việc đưa nam danh hài về Mỹ phải có giấy ủy quyền của người vợ. Hiện tại việc ủy quyền đã xong vì cả Việt Hương và trí tài có quốc tịch Mỹ. Tôi sẽ đại diện gia đình để đưa thi thể anh ấy về lại Mỹ. Hiện thi thể anh đã được đưa đi để tiến hành bảo quản, Việt Hương chia sẻ. Việc di quan giữa hai quốc gia không phải lần đầu xảy ra. Còn nhớ hồi tháng 4 năm 2019, nghệ sĩ Anh Vũ đột tử tại Mỹ, không muốn đàn em cuối đời vẫn phải tha phương nên nghệ sĩ Hồng Vân đã kêu gọi quyên góp để có kinh phí đưa thi hài anh Vũ về Việt Nam. Con số thời điểm đó là 20.000 đô la Mỹ, hơn 465 triệu đồng. Với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết mới có hy vọng đưa được thi hài anh Vũ về nước. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất.